10 và iPhone 11 Pro Max. Trang YouTube Phonebuck vừa làm thử nghiệm thả rơi Galaxy Note 10 và iPhone 11 Pro Max để kiểm tra độ bền của hai flagship này. Sau lần thử nghiệm thả rơi đầu tiên, cả iPhone 11 Pro Max và Galaxy Note 10 cộng đều vỡ nát kính mặt lưng. Kính mặt lưng iPhone 11 Pro Max với nhiều đường nứt vỡ hơn so với Note 10 Lần thử nghiệm thứ hai, iPhone 11 Pro Max và Galaxy Note 10 cộng được thả rơi hướng cạnh bên xuống đất. Ở lần này, iPhone 11 Pro Max có tình trạng tốt hơn hẳn Note 10 cộng. Đây có lẽ là kết quả của việc iPhone 11 Pro Max có khung làm bằng thép trong khi Note 10 cộng dùng chất liệu là nhôm. Thử nghiệm tiếp theo với hai flagship này là kiểm tra độ bền mặt trước của điện thoại. iPhone 11 Pro Max xuất hiện nhiều vết nứt dài dọc màn hình, trong khi Note 10 cộng chỉ có những đường nứt vỡ ngắn và nhỏ. Ở phần thử thách cuối cùng, iPhone 11 Pro Max đã không thể chống chịu được ở lần thả rơi thứ 9. Flagship của Apple bị loạn cảm ứng, camera sau không hoạt động, trong khi Galaxy Note 10 cộng tồn tại sau lần thả rơi thứ 10.